cảnh nó sẽ. Cái cá này là bị câu phải không? Dạ đúng rồi. Ở rau này đi hái suối. Tàu nhát này nhỉ. Ai à? Ai à? Con ai à? What's your name? What's your name? Anna. Anna, hello. Chấm mặt, chấm mắm ốc, chấm mắm ngon lắm. Em làm mắm mặt vậy? Wow, đẹp quá vậy. Ai làm cho con đẹp vậy? Mẹ hả? Quay. Xíu thôi, tại vì em có ướp sơ cho nó chết rồi. Cơm chị. Ăn cơm. Á ơi. Ai vậy? Anna phải không? TV. Wow. I don't know how to turn it on. Okay, later. Okay, rồi. Chụp hình nó trên. Okay. Yeah. Bấm. Rồi. Bấm. Nữa. So cute. Ở ngoài chợ là bán mấy chục đồng một ao á, còn nó bán cho mình là mười mấy đồng một ao. Lúc nào mình đi mình cũng đi xe quay không được, bây giờ đi xuống đất quay được. Đẹp quá ha. Bữa hôm kia nó câu cá bách vậy nè. Mà nó thả lại. Ở đây luôn hả? À, mấy Mỹ nó câu nó thả mà nó không có. Mấy cái này có bầu rồi, thả nó lại đi. Đi xuống đi. Nó xả rồi, xả nó nhiều quá. Anh ơi. Đi xuống đi. Wow, nó làm cái kia. Cẩn thận nha. Giờ đi xuống núi rồi. Ở đây ta đi giết cái có con đường luôn. Rồi. Ở đây cầm cái cây quơ quơ chúng mày ba đó. Nếu nào nó dẫn nó dễ sợ xây nhà xây đồ dưới đây nè. Anh à, đi kiếm Simon Rock đi, hay là cái trứng đá đi. Ở trên kia mới nhiều quá em ơi. Ồ, trứng đá đẹp lắm. Nó đi có chân. Thấy dòng trời. Ở đây đã có rồi. Em mà nãy nhìn cái đất đi không à? Không có nhìn cái máy.
Thôi đừng mà tên té đó mà. Ủa đây chưa hái hả? Còn dại lên trên đó hả? Trên nữa. Quá trời kìa, non non quá trời kìa. Ừ, ngon quá à. Ờ, đây cũng được nè, không có bông nè. Ủa mẹ có đem bạch không? Hái non lắm đấy nha. Non lắm á, non vô cùng luôn. Non bẻ bẻ được hả? Hái vậy được rồi mình đâu có cần về về mà phải hái đâu. Quay chút. Đừng có hái, đừng hái bên trên. Khỏi khỏi phải lựa phải không? Hai u chồng thích không? Dạ. Coi anh Pha đứng vô phù phá xin nồ hái cái một đống rồi anh hái chút xíu kệ. Ở bên đây cũng có một đống đẹp quá nè. Trên chút xíu thôi coi cái gì mình đi quành về mình hái cũng được mà. Lạnh không con? Ngon hơn, mềm hơn. Đi lên trên đi, đi em ơi. Thôi đi lên trên chút xíu đi, trên đó nó trắng hơn. Anh à, coi cái con gì nè, anh à, coi cái con gì nè. Cái gì? Giống như codfish nè. Con codfish hả? Con codfish nè. Ờ, thì nói đó. Đó. Ủa, chết rồi. Chết rồi. Ủa, nó còn sống nè. Ở đó có codfish thì cũng hả? Anh nói bữa là em đi bắt mà bự hơn cái này nhiều. Hả? Em đi bắt codfish rồi. Có codfish rồi. Bắt codfish về. Codfish à. Về. Em mua mấy cái lồng về em thả. Ở đây nhưng mà nó bắt không? Không, không bắt, cái này nó cho bắt mà. Mấy cái lồng bà thả vô cái nó tự lọc vô lồng. À đúng rồi. À. Đi qua đây hả? Được ha. Có codfish không á. Qua xúc đó. Bên trong nó càng non nè. Thì đi non chút xíu đi rồi đi quần xuống. Mình cũng như đi giải giải ngoại đi. Đúng rồi, để cho để cho chị có cái quay. Đi lên chỗ đá quá cái trơn á, đi lên đá. Quá trời người ta đậm như trong đây người ta đi nè anh nè. Coi nè. Đó, cho bắt long lên cho đem cái cưa lên cho bắt long chiều đá. Quá trời. Đúng rồi, nó đi lên trên chút xíu rồi hoành lại. Đó. Đi lên trên chút ngon lắm, ở trên gió nó ngon. Ừ, nhưng mà cái cọng ở trên nó trắng. Cái cọng nó trắng lắm. Trời ơi, đã quá. Ngon. Cắt về một cái lửa, bẻ lại thì chín nát luôn. Vui. Cái cây bự này nó giòn lắm. Ồ, ra đây đây, hái bự hả? Trời thích quá. Đem đưa cái bịch ra. Cái nào có bông đường hái không? Không có bông. Con này thì nó lấy liền. Ờ, nó nhanh hơn. Phải
Ở kia bên kia ngon. Anh pha nói bên kia ngon kìa, đây nữa đi. Thì đi 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 cho biết anh. Nhìn xuống đất không à, không biết hồi nãy quay cái gì luôn á, không thấy. Xuống dưới đó dễ đi hơn đúng không? Cái này mình tắm cũng được nè. Dạ, được không? Tắm ở dưới. Nó cho tắm không? Cho chứ. Mấy chỗ dưới kia kìa. À, đi qua bên đó chút đi vòng vòng chỗ đó coi. Ôi, nó đếm hình như là nó xả đập đúng không? Đi gái tuổi con tràn. Mình đi vô trong này nè. Đi bước vô trong này nè. Ok, đây được rồi con. Đứng đây được rồi con. Đứng bên đây nè, bên đây nè. Yes. Phải che lại mới thấy.
Đừng có hái trong ở ngoài này nè, anh thấy chỗ này xanh luôn nè. Hả chị ha? Ừ. Nè. Nè, nguyên đống này nè. Trời ơi, ngon luôn à. Trời ơi, quanh hái mới lẹ nè, mình không chưa biết hái nè. Quá trời ngon luôn nè. Ừ, con này trắng tinh nè. Ừ. Anh ở đây bột đống luôn nè anh. Đó, chưa có hái luôn. Quay cái đó mình về mình bỏ tiếng đi không chị? Bỏ tiếng được chứ. Đúng rồi đây. Đúng rồi. Em thấy người ta quay vậy không á. Đúng là nó làm đúng không chị? Coi anh thôi, coi anh pha kìa. Ủa sao anh lăn xanh quần lên, cái cỏ nó châm cho quần, chưa châm những ngứa lắm. Hai cha con lưu lạc trong rừng rồi. Đúng rồi. Ừ. Tắt điện nó lên lại lâu lắm. Đủ chưa giờ cho thấy nhiều rỗng rồi đó. Nhà đông. Nhà chị đông mà nó đông. Em nó có hái nhưng không có chỗ để thì bỏ em. Ừ ừ. Rồi ba đó là sao lẹ quá gì khiêng đi đâu rồi? Tới rồi. Nó thích lắm, hồi nãy không cho nó xuống hả anh? Thank you.
đâu rửa đâu đi xuống hả bước xuống hả đi bên này đi trên đất cho nó té đi bên này xuống nè. Nước không lạnh. Mà tự nhiên nó phồng phồng đẹp quá à. Cái nón anh Long á, Long nói nóng quá đưa ổng đợi. Hết rồi. Nó là anh mà thôi mấy chỗ dắt cái mai chạy lên đi chút xíu rồi. Rồi lên xe. Trời ơi, dây còn cũng đau nữa nè. Ok, đi dắt.